Trong thời gian Quang Linh về Việt Nam, mọi hoạt động của nam YouTuber và Hoa hậu Thủy Tiên được người hâm mộ quan tâm theo dõi. Tối mùng 9 tháng 8, Hoa hậu Thủy Tiên chia sẻ hình ảnh gặp gỡ của nhóm YouTuber Quang Linh Vlog. Tên thật là Phạm Quang Linh, sinh năm 1997. Trước thêm sinh nhật lần thứ 25, người đẹp chia sẻ, mừng sinh nhật sớm cùng team Việt Phi. Chỉ sau vài giờ bức ảnh đón sinh nhật sớm của Hoa hậu Thủy Tiên thu về lượng tương tác lớn, tính đến hiện tại bài đăng của Hậu Hòa Bình Quốc tế 2021 đạt 118.000 lượt yêu thích. Cùng thời điểm Quang Linh cũng đăng tải bức ảnh mừng sinh nhật Thủy Tiên và nhận được sự ứng tích cực của người hâm mộ. Trước đó, Quang Linh và Thủy Tiên cũng đăng tải các bức ảnh ghi lại cuộc hội ngộ của hai người tại Việt Nam cùng các thành viên khác trong nhóm. Bài đăng nào cũng có lượt tương tác cao, trong đó có bài đạt hơn nửa triệu lượt yêu thích của khán giả. Trước các bài đăng này, người hâm mộ tích cực đẩy thuyền cho rằng Thủy Tiên và Quang Linh rất đẹp đôi, cổ vũ cho hai người tìm hiểu, đến với nhau, thậm chí dân mạng còn chế ảnh cưới của cặp đôi này. Đây không phải là lần đầu tiên mà Hoa hậu Thủy Tiên và YouTuber Quang Linh nhận được sự nhiệt tình hưởng ứng đẩy thuyền của cư dân mạng. Tháng 7 năm ngoái, Hoa hậu Thủy Tiên cùng ekip đã có chuyến sang Angola, kết hợp Quang Linh xây hai giếng nước sạch để giúp đỡ 300 hộ dân nghèo nơi đây. Thời điểm này, những video hình ảnh có sự tương tác giữa Thủy Tiên và Quang Linh đã gây sốt mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ nhận xét Thủy Tiên và Quang Linh có điểm chung như tính cách thân thiện, giản dị, nhờ sự thoải mái chân thật cả hai kết hợp ăn ý trong các hoạt động từ thiện. Xuyên suốt chặng hành trình, cả hai đã có nhiều biểu hiện ngại ngùng và vui vẻ cũng như cặp đôi mới yêu khiến dân tình ship lấy ship để trên mạng xã hội. Cả hai không chỉ được nhận xét là có tướng phu thê, cùng chung suy nghĩ và hơn cả là cùng mang lại những nguồn năng lượng rất tích cực đến với khán giả nói về việc được dân mạng đẩy thuyền với youtuber thủy tiên cho biết cô rất vui bởi điều này chứng tỏ rằng cả hai nhận được nhiều sự yêu mến và quan tâm của công chúng